MCV Group hợp tác cùng Đài Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đầu tư chuyển đổi số. Ngày 5 tháng 8, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ MCV và Đài Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đã diễn ra tại MCV Complex. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc mở rộng quan hệ của hai đơn vị cùng hướng đến mục tiêu tăng cường khai thác nội dung truyền hình, truyền thông số. Lễ ký kết có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Vũ Anh, Giám đốc kiêm Tổng biên tập Đài Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, ông Lê Huy Hòa, Phó Giám đốc Đài Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên cùng các cán bộ quản lý cấp cao của đơn vị về phía MCV Group gồm có ông Bùi Phan Trương Chánh Nghĩa, co-founder, Giám đốc văn phòng đại diện MCV thành phố Hồ Chí Minh, bà Tăng Thị Hoài An, thành viên hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc MCV Group, bà Lâm Đặng Bích Thủy, Chánh văn phòng MCV Group đồng thời là tổng giám đốc công ty Mnet Corporation và các cán bộ quản lý cao cấp khác. Tại lễ ký kết, hai đơn vị thỏa thuận phối hợp thực hiện các mục tiêu lớn như hợp tác sản xuất, phát hành các chương trình truyền hình, cùng xây dựng, phát triển nội dung số cũng như các kênh digital của Đài Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên dưới sự hỗ trợ của mô hình hệ sinh thái số MCV Group đang sở hữu, xây dựng và phát triển ứng dụng do Đài Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên sở hữu nhằm thực hiện chuyển đổi số, phân phối nội dung số trên ứng dụng và tăng khả năng tiếp cận, tương tác với khán thính giả. Hai bên sẽ chú trọng khai thác các thế mạnh sản xuất và phát hành nhằm phát huy tối đa hiệu quả của việc khai thác nội dung trên digital, đáp ứng nhu cầu của khán giả truyền hình truyền thống sang truyền hình trên các nền tảng mạng xã hội. Những năm trở lại đây, Đài Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên không ngừng chủ động đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung các chương trình ngày càng đa dạng, hấp dẫn và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, yêu cầu tiếp cận thông tin, văn hóa của nhân dân. Đài Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đã ứng dụng hiệu quả mạng xã hội Facebook để trở thành nguồn cung cấp thông tin chính thống nhanh nhạy, chính xác và phong phú cho khán giả. Với những kỳ vọng của đối tác trong lần hợp tác này, MCV Group tự tin với hệ sinh thái đa kênh đang sở hữu sẽ hỗ trợ được tối đa các thỏa thuận của hai bên. Cụ thể, MCV Network đã là đối tác MCN của YouTube, TikTok, đồng thời là đối tác truyền thông và cung cấp nội dung của Facebook, Dailymotion, Twitter với hơn 341 triệu lượt người theo dõi, thu về hơn 4,4 tỷ lượt xem mỗi tháng. Sự kiện hợp tác giữa MCV Group và Đài Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên sẽ mở ra cơ hội lớn hướng đến thực hiện hóa mục tiêu ứng dụng sản xuất, phát hành chuyển đổi số và phát thanh, truyền hình. Tương lai hai bên kỳ vọng sẽ sớm gửi đến khán giả trong và ngoài nước một hệ sinh thái nội dung số đậm chất truyền thông, truyền hình.